trước hết là quốc ca Hoa Kỳ. Việt Nam xin mời tất cả chúng ta cùng góp tiếng hát. Này con dân ơi, đứng lên hát lời sông núi. Còn còn một đi thì xin tiếp gì tâm sâu. Vì tương lai quốc dân cùng sống phá với tên. Làm sao cho vui sống từ nay muốn quốc đề. Dù cho thầy tôi trên đường ra. Tiền nhân đã xây dựng nên đất nước Việt Nam, để tưởng nhớ những anh hùng chiến sĩ đã bỏ mình cho độc lập tự do của nước Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Please sit down. Và để chương trình được tiếp tục thì bây giờ em xin mời ban điều hành và ban tổ chức lên sân khấu. Dân. Dạ vâng, con Bình Hoa xin được gửi lời chào tri ân quý mến đến cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã hy sinh thời gian rất là quý báu trong buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay để đến với những người nghèo đói của đất nước Việt Nam và người Việt sống khắp nơi tại Campuchia qua hội bác ái Ailazo. Chúng con vô cùng biết ơn tất cả quý vị. Quý vị cũng là những cái tay nối dài và cũng là những người đại đại ân nhân để trong những buổi chiều như thế này hy sinh để đến với bữa cơm hôm nay. Một lần nữa con xin mời chị Kim Phượng
hội trưởng hội bác ái Ai Lazaro, chị Hoàng Dung, chúng con ở trong ban hội đồng quản trị, và còn có chị Kim Chi là thủ quỹ nhưng mà chị hiện giờ đang ở Việt Nam. Thành ra chúng con xin mời các chị lên thật nhanh để cho chương trình chúng ta đi được rất là nhanh. Và cảm ơn các chị trong ban hát tiếng hát Ung Thư Thiện Nguyện rất rất là hay và lại đẹp nữa, phải không thưa quý vị? Xin quý vị cho các chị một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị. Rất rất là đẹp luôn. Con đi rất rất là nhiều nơi của các tiểu bang nhưng mà con chưa thấy ở đâu có một nhóm hát rất là đẹp như thế này. Và nhất là có một tấm lòng, con biết là các chị đã đi đến một cái gây quỹ ở bên chùa Bảo Ngân rồi mới đến đây. Thật ra đó là một nghĩa cử rất rất là cao đẹp của Houston chúng ta. Vâng, mời các chị trong ban điều hành lên. Thưa quý vị, trong ban điều hành của hội bác ái Ai Lazaro chúng con cùng có bốn chị em gái thôi. Và chúng con làm việc ngày đêm và không có được trả lương. Và chúng con đi trong niềm tạ ơn. Xin chị Kim Phượng là chị hội trưởng của chúng con, chị có lời để chào mừng quý vị. Vâng, Kim Phượng xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị đã tham dự buổi kịp hôm nay. Hội bác ái Ai Lazaro chân thành cảm ơn những sự hy sinh thời gian cũng như là đóng góp giúp đỡ cho hội được có được một buổi tiệc ngày hôm nay. Kính mong quý vị tiếp tục yêu thương, giúp đỡ và nâng đỡ chúng con trên con đường phục vụ cho những người nghèo khó. Vâng, con xin kính chúc quý vị một đêm tiệc thật vui, thật an lành và gặp được và thật nhiều hạnh phúc. Tôi xin kính chào. Vâng, và cảm ơn tất cả các chị. Vâng, và lát nữa các chị cũng phải góp thêm một tiếng hát, một bài nữa, phải không cơ? Vâng, vậy bây giờ con xin quý vị một tràng pháo tay để đón mời một nhạc phẩm của nhóm hát Anh Thư Thiện Nguyện. Bài đó là Về Dưới Mái Nhà của nhạc sĩ Xuân Tiên. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cho các anh chị sẽ mở màn chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Dạ. Cảm ơn chị. Thương nhớ lên đầy người.
chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bên hồng đang còn xoay, chiều nay vui sống trong tình yêu nhớ vui còn nguôi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao bên hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy con xin mời chị Kim Phượng. Chị Kim Phượng ơi, chị hội trưởng ơi, xin mời chị lên đây để chúng ta cảm ơn tất cả các chị đã giúp cho cái bữa tiệc ngày hôm nay được thành công.